con trai không may qua đời, gia đình liền chôn theo xe máy khiến nhiều người khó hiểu. Mới đây, một đoạn clip được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội liền nhận về vô vàn lượt quan tâm bởi phong tục lạ của người dân ở đây khiến nhiều người tỏ ra vô cùng thắc mắc, khác xa so với những gì tại địa phương nơi mình đang sinh sống. Theo đó, đứa con trai của gia đình không may gặp sự cố rồi qua đời. Trong khi đang làm thủ tục chôn cất tại một khu đất, người nhà đã thực hiện nghi thức lạ khi chôn cùng chiếc xe máy theo cỗ quan tài. Từ clip quay lại có thể thấy rõ, đây là chiếc xe máy Way Alpha của Honda, là phương tiện mà cậu con trai thường ngày vẫn di chuyển. Vì người đã mất, gia đình đã quyết định chôn nó cùng chủ nhân quá cố bằng cách dùng chiếc búa phá vỡ lốc máy, tiếp đến là hạ xuống ở bên dưới huyệt, nằm ngay cạnh chiếc quan tài của cậu con trai. Không chỉ xe máy, người nhà còn chôn cất theo quạt điện và một số đồ dùng cá nhân hàng ngày. Tất cả đều được đặt ở xung quanh chiếc quan tài rồi sau đó dùng đất vùi lấp che kín hết. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cư dân mạng không khỏi bất ngờ, thậm chí là khó hiểu vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy gia đình chôn xe máy cùng với người đã khuất. Một số còn đặt ra câu hỏi rằng nếu họ đi ô tô hoặc một phương tiện khác to hơn thì không biết có chôn cùng như chiếc xe máy trong đoạn clip hay là không. Tuy nhiên, có lẽ mỗi nơi một phong tục khác nhau, chính vì thế dân tình không nên đánh giá, bởi dù sao thì đấy cũng là một nét đặc trưng trong văn hóa của địa phương này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!